Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn. Và một ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Mình là ngôi nhà mơ ước 1. Giờ đến khi có dịp về những vùng quê nông thôn, trên những con đường nhựa nông thôn mới, các bạn sẽ bắt gặp rất là nhiều những cái hình ảnh, những ngôi nhà mái thái, giả mái thái rất là khang trang và hiện đại. Mẫu nhà mái thái được bà con mình quan tâm đón nhận cũng giống như là lựa chọn xây dựng. Mẫu nhà giả mái thái này được thiết kế đầy đủ công năng các bạn. Cái phần sảnh ở phía trước rộng 2,5m, một phòng khách kiêm phòng thờ, 3 phòng ngủ, một phòng sinh hoạt chung, một phòng ăn, khu vực bếp và nhà vệ sinh. Có thể nói rất là rộng thoáng và không gian thì lưu thông gió và ánh sáng rất là tốt. Nếu như cái kinh phí của mình đó là cao thì với cái mẫu nhà này thì mình thực hiện là mái thái đúng chất. Còn nếu như kinh phí của mình hạn hẹp là mình sẽ chuyển xuống cái phương án là giả mái thái, thì nó cũng rất là đẹp và cũng rất là cao ráo. Vì thời gian qua mình nhận được rất là nhiều những lời tư vấn từ phía bà con mình tư vấn mẫu nhà mái thái và giả mái thái. Cũng chính vì vậy mà mình chia sẻ cái video này gửi đến mọi người. Mẫu nhà mái thái này nó đẹp nhất là cái phần sảnh ở phía trước là mình lợp ngói nha các bạn. Từ cái phần sảnh phía sau là mình lợp tôn một mái. Còn nếu như mà cái nhà mái thái đúng chất thì nó lợp ngói là đẹp nhất. Nó sẽ phát huy hết cái vẻ đẹp cao ráo của cái mái nhà mái thái. Mặt tiền của mẫu nhà mái thái này cũng được thiết kế rất là đơn giản các bạn. Cột vuông, kẻ chỉ âm, còn cái sảnh đó thì được mình làm cái vòm nhẹ thôi nha các bạn, để tạo một cái điểm nhấn theo phong cách bán cổ điển. Còn hai bên trái và bên phải thì được thiết kế là những cái lan can nha các bạn. Lan can hở giúp cho ngôi nhà này nó trở nên cứng cáp. Và cái điểm nhấn tại cái vị trí này cũng giống như là giúp lưu thông an toàn trong quá trình mà mình lưu thông đi lại tại cái vị trí sảnh này hơn. Cái nhà mái thái này cũng được thiết kế rất là cao ráo các bạn. Thiết kế đó chính là chiều cao là 750 tâm bậc tâm cấp. Cái điểm nhấn tiếp theo và trong cái mẫu nhà này đó chính là cái bồn hoa các bạn. Cái bồn hoa được thiết kế ôm theo cái phần sảnh luôn, tạo một cái điểm nhấn rất là đắt giá tại cái vị trí mặt tiền. Vì cái chiều rộng là 6m, do đó là cái phần sảnh thì mình sẽ thụt lồi vô mỗi một bên là 1m nha các bạn. Tổng cái chiều dài của cái phần sảnh là chỉ là 5m thôi, để tạo cái điểm nhấn về hình học tại cái vị trí sảnh này. Về cái màu mà mình phối trong cái mẫu nhà giả mái thái này đó chính là màu xám đất sét các bạn. Đây chính là một cái màu rất là gần gũi với tự nhiên và cái hiệu ứng của nó thì cũng rất là sang trọng, rất là sạch sẽ. Còn cái màu nhấn lúc này đó chính là cái màu trắng nha các bạn. Về phần nội thất ở bên trong thì tại cái vị trí vách ngăn giữa cái phòng sinh hoạt chung và cái phòng bếp thì được mình làm một cái vầy ba nhỏ các bạn, để tận dụng hết cái giá trị của từng cái công năng một. Kèm theo đó chính là những cái lối đi thì được thiết kế là những cái vòm bán nguyệt, tạo nên một cái cảm giác rất là cổ điển phía bên trong nội thất cho cái ngôi nhà giả mái thái này. Sau đây mình cũng chia sẻ một phần bà con mình rất là quan tâm tới về giá của một mẫu nhà mái thái này như thế nào. Mình chia làm hai phần. Phần thứ nhất là về nhân công thì nó dao động từ 1 triệu cho đến 1 triệu 2 một mét vuông. Còn về hoàn thiện, vật tư và nhân công của mẫu nhà giả mái thái này như thế này thì nó dao động từ 4 triệu 8 cho đến 5 triệu nha các bạn. Các bạn đang quan sát đó chính là cái mặt bằng bố trí công năng của mẫu nhà giả mái thái này. Có thể nói nhà mái thái được đặt để trên một cái mảnh đất trống rộng, có những cái khoảng hở bên trái và bên phải và cái phần sân trước và sân sau giúp cho việc lưu thông gió và ánh sáng rất là tốt, cũng như là phát huy hết tất cả những cái view nhìn cao ráo của mẫu nhà mái thái này. Hy vọng thông qua cái video mà mình chia sẻ mẫu nhà giả mái thái 2 cấp với chiều rộng là 6m, chiều dài là 18m ở nông thôn gửi đến bà con, cô chú bác và anh chị có thêm một sự lựa chọn về một cái mẫu nhà giả mái thái để mình tham khảo trước khi xây dựng cho mình một ngôi nhà như mơ ước. Và mẫu nhà mái thái này mình tư vấn cho gia chủ với cái diện tích 6 x 18, tổng chi phí là khoảng 500 triệu nha các bạn. Và mình lấy cái chi phí hoàn thiện của cái mẫu nhà này là 4 triệu 8 một mét vuông. Đây là một cái chi phí mà cái nó tương đối vừa phải, rất là phù hợp và vừa túi tiền với rất là nhiều bà con mình ở nông thôn.
Có thể nói để xây dựng được một cái mẫu nhà giả mái thái như thế này là niềm mơ ước của rất là nhiều bà con mình ở nông thôn, phải không các bạn? Và mình có dịp làm việc với rất là nhiều gia chủ và được lắng nghe những cái tâm sự của họ là cả cuộc đời tôi mơ ước xây dựng được một ngôi nhà như thế này. Nhằm mục đích giúp cho cái nhà này nó trở nên cao ráo hơn, rộng thoáng hơn thì cái chiều cao bậc tam cấp là 5 bậc tam cấp. Nếu như mà mình có điều kiện thì 5 bậc tam cấp thì mình ốp đá qua cương hết nha các bạn. Còn nếu như mà cái kinh phí của mình hạn hẹp thì 5 bậc tam cấp này mình có thể là ốp gạch đá thì nó cũng rất là đẹp và rất là hợp lý. Và bên cạnh đó thì cái nền thì mình sẽ ốp đá trẻ. Đây chính là một cái vật liệu mà rất là rẻ tiền và cái hiệu ứng của nó rất là đẹp. Và mình cũng sẽ làm một cái video về cái đá trẻ này gửi đến mọi người tư vấn cho mọi người trong một cái thời gian sớm nhất. Video của mình đến đây là xin kết thúc và bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Nếu quý vị, bà con, cô chú bác và anh chị thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên nhấn đăng ký, chia sẻ video này ủng hộ mình để tạo động lực giúp mình làm thêm nhiều các video nữa gửi đến mọi người tham khảo. Mình xin chân thành cảm ơn rất nhiều.